Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm bánh chuối nhân phô mai. Và hôm nay là thành phần của mình sẽ có 4 cái trái chuối như thế này nè các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cần 250g bột nếp nha. Rồi mình sẽ có 50g phô mai nè. Rồi mình sẽ có nửa chén dầu ăn nè, 50g mè trắng nè. Và 1 muỗng rưỡi sữa đặc có đường đó các bạn. Và đây là những cái thành phần nguyên liệu mình dễ tìm để mình làm nên cái món ăn ngày hôm nay của mình rất là ngon và dễ làm nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ lột cái chuối này ra nha các bạn. Mình lột bỏ cái vỏ và cái chỉ xung quanh cái trái chuối á. Nó mình lột nó bỏ đi nè. Rồi mình sẽ là lột lần lượt cho hết 4 cái trái chuối của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ gọt nhỏ nhỏ như thế này để chút xíu chúng ta dằm nhuyễn cho nó dễ đó các bạn. Nó mình lấy một cái muỗng mình đè nó xuống, mình dầm cho nó nhuyễn ra, hoặc là mình có thể mình bóp bằng tay á, mình bóp cho nó nhuyễn ra luôn nha các bạn. Rồi cái chuối của mình nó đã nhuyễn rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng rưỡi sữa đặc có đường nha. Mình cho vào rồi mình sẽ trộn cho nó đều lên. Tiếp theo là mình sẽ cho từ từ cái bột nếp vào. Nó mình đảo đều như thế này, mình trộn cái bột bếp chút xíu á, nó sẽ thành một cái khối mịn dẻo ha, không có dính tay của mình đó các bạn. Nó mình lấy cái tay của mình nhồi cái bột của mình nha. Lúc này bột nó còn nhão chút xíu, mình bỏ bột thêm vào á, nó sẽ đặt lại, nó không có còn nhão bột. Nó mình trộn cho nó đều, thiệt là đều. Nó mình nhồi một tí xíu cái khúc bột của mình á, nó sẽ thành một cái khối ha, dẻo mịn. Rồi mình như vậy đã xong. Bây giờ mình chuẩn bị một cái chén nước lạnh nha các bạn. Để mình dùng cái cọ chút xíu mình quét qua cái bánh á, để cho nó ướt ướt, để mình lăn qua mè cho nó dính á. Bây giờ mình sẽ chia bột ra, mình được khoảng 8 cái ha. Mình chia thành 8 cái cục bột đều nhau nha. Nó mình do nó tròn tròn vậy đó, thành 8 cục.
Rồi bây giờ mình sẽ do nó tròn như thế này, các bạn, mình ấn nó dẹp xuống giống như mà mình làm cái chè sôi nước vậy đó. Đó, mình bỏ ra như thế này, xong mình lấy một miếng phô mai mình cho vào chính giữa mình làm nhân á. Đó, như thế này nè các bạn. Rồi mình bắt đầu mình sẽ bọc cái bột lại, mình cho nó nằm chính giữa nha, đừng có cho nó xì ra ngoài. Mình bao lại để khi mà mình chiên lên á, cái phô mai nó không có tràn ra ngoài. Nó mình dăng lại. Rồi bắt đầu mình giò tròn lại như thế này. Mình ấn cho nó hơi dẹp dẹp xuống ha. Nó cho nó dẹp dẹp như thế này. Rồi mình lấy một cái chổi, cái cọ nè, mình quét một miếng lớp nước mỏng ha, xung quanh cái bánh như thế này nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lăn nó qua cái mè để cho nó dính mè vô nhiều trong cái bánh của mình. Nó như vậy đã xong rồi các bạn, một cái bánh rồi đó. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cái thứ hai cho các bạn xem ha. Mình sẽ làm lần lượt cho hết 8 cái bánh của mình. Nó mình cho cái phô mai vào nè, rồi mình túm nó lại, túm bột lại. Rồi mình đã làm được 8 cái bánh nè các bạn. Mình đã nhúng mè, mình lăn mè xong à, cái bánh nó tròn tròn, nó đẹp đẹp, dẹp dẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bếp mình chiên cái bánh. Mình sẽ bắt một cái chảo lên trên bếp như thế này, cho cái chảo nó nóng lên đó các bạn. Mình cho vào đây là nửa cái chén dầu ăn nha. Mình đợi cho cái dầu của mình nó nóng lên các bạn. Mình nhớ là mình mở cái lửa nó nhỏ thôi. Nếu các bạn mở cái lửa lớn á, cái mè của mình với cái bánh của mình nó sẽ cháy khét rất là nhanh. Cho nên các bạn mở thiệt là nhỏ nha. Mình chiên từ từ, cái bánh của mình nó sẽ vàng đều và nó sẽ giòn rất là ngon. Mình đặt những chiếc bánh vô cái chảo để mình chiên. Mình chiên sẽ chiên đều vàng xung quanh bánh. Sau đó mình sẽ lấy ra nha. Nó khi cái bánh của mình nó vàng nó mình chở mặt nè các bạn. Nó các bạn nhớ là lửa nhỏ thôi nha, không có lửa lớn, lửa lớn nó sẽ mau khét dữ lắm. Khi mà cái bánh của chúng ta nó đã vàng đều thì mình lấy một cái dĩa, mình để cái giấy thấm dầu như thế này. Rồi mình sẽ lấy cái bánh ra, mình để lên cái tờ giấy đó để cho nó thấm dầu hết nha các bạn. Đó, mình đặt lên cái dĩa nè, mình bỏ vào trong cái miếng giấy nha. Mình lấy ra. Khi đã xong rồi thì mình có thể thưởng thức được rồi đó các bạn. Cái bánh của mình vàng rất là ngon luôn á. Và đây là cái dĩa bánh mà của mình sau khi đã chiên xong đó các bạn. Bây giờ mình bẻ cái bánh ra cho các bạn xem nha. Nó, cái chi của nó đã kép cái sợ sợ ra rất là béo, rất là ngon luôn. Cái bánh của mình nó hoàn thành là có thể mình thưởng thức được rồi đó các bạn. Nó vừa giòn, nó vừa béo, nó lại thơm, cái mùi mè rất là hấp dẫn luôn. Với cách làm rất là đơn giản thì bạn nào cũng có thể làm được cái món bánh này hết trơn. Với thời tiết mà cái trời nó lạnh lạnh á, mà được thưởng thức một cái món bánh chuối nhân phô mai như thế này thì ngon tuyệt vời luôn. Cái món bánh á, rất là thơm, ngon, hấp dẫn nè. Lại có nhân phô mai mà dẻo béo vô cùng ngon miệng. Như thế này nè các bạn, nhìn cái bánh rất là ngon đúng không? Nếu các bạn thích thì các bạn có thể làm theo cách chia sẻ của mình nha. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món bánh chuối nhân phô mai.